các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 6 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. SJC tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,65 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,27 triệu đồng trên một lượng. Vàng SJC được niêm yết với giá là 56,7 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,18 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,65 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,2 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,65 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,25 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,7 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,19 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 56,65 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,25 triệu đồng trên một lượng. Ngày 11 tháng 6 năm 2021, nếm mùi trở ngại, không lo vàng vẫn có thể bứt phá. Giá vàng hôm nay vẫn giao dịch lình xình dưới ngưỡng 1.900 USD trên một ounce và một số nhà phân tích bắt đầu hoài nghi về đà tăng của kim loại quý. Tuy nhiên, giá vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ đặc biệt là lạm phát. Giá vàng hôm nay trong nước và thế giới cùng giảm. Phiên mở cửa vào sáng ngày hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 56,55 triệu đồng trên một lượng và giá vàng bán ra ở mức 57,15 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền kề. Chênh lệch giữa giá bán và mua vẫn là 600.000 đồng trên một lượng. Tại cùng thời điểm tại Hà Nội, hệ thống Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá vàng SJC giảm chỉ còn 56,66 đến 57,19 triệu đồng trên một lượng. Vàng 4 số 9 thương hiệu vàng ròng Thăng Long cũng niêm yết ở mức 52,92 đến 53,52 triệu đồng trên một lượng. Trên thị trường thế giới, đầu giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng giao ngay trên sàn điện tử Kitco đang đứng ở mức 1.889 USD trên một ounce, giảm 1,1 USD trên một ounce so với cùng kỳ phiên trước đó. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá USD của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 52,47 triệu đồng trên một lượng và thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 4,68 triệu đồng trên một lượng. Theo ghi nhận, giá vàng thế giới trên sàn điện tử Kitco đang niêm yết ở mức 1.890 đến 1.891 USD trên một ounce, giảm 2 USD so với phiên liền trước đó. Trong nước, chốt phiên giao dịch cùng ngày, giá vàng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 56,65 đến 57,25 triệu đồng trên một lượng, giữ nguyên giá của hai chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm trước. Theo trang Reuters, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang neo gần mức thấp nhất hơn một tháng qua, và trong khi chỉ số USD mạnh lên, sự giằng co giữa hai nhân tố này đã khiến vàng dậm chân tại chỗ trong phiên giao dịch vào hôm qua. Đối tác quản lý cũng cho biết, giới đầu tư đang hướng về cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang vào tuần tới và dự báo đón Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể bắt đầu thảo luận về việc thu hẹp chương trình mua trái phiếu. Bên cạnh đó, ngày 10 tháng 4, thị trường đang theo dõi chặt chẽ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng như báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ và Janet lưu ý môi trường lãi suất cao hơn một chút sẽ là một điểm cộng cho quan điểm xã hội và quan điểm của Fed. Vàng gặp trở ngại. Các nhà phân tích công ty tài chính tận hưởng đà tăng của vàng vì có thể đà tăng này không thể kéo dài đến cuối năm. Các nhà phân tích cho rằng áp lực lạm phát gia tăng sẽ là yếu tố chi phối thị trường vàng. Cùng với áp lực lạm phát, các nhà phân tích cho rằng một kịch bản mà họ đang theo dõi là một cuộc khủng hoảng nợ có chủ quyền tiềm tàng khi các quốc gia phải đối phó với chi tiêu quá mức cần thiết để hỗ trợ cho nền kinh tế toàn cầu đã bị tàn phá bởi đại dịch Covid-19. Thêm vào đó, bất ổn địa chính trị đang diễn ra cũng sẽ hỗ trợ cho vàng. Các nhà phân tích cũng cho biết, chúng tôi thấy đầu tư vào vàng sẽ tăng lên, nhưng có thể có những trở ngại như đồng USD sớm muộn cũng sẽ mạnh lên. Dù vậy, vẫn chưa thể mừng vội bởi các nền kinh tế đang phục hồi và đây là mối đe dọa lớn nhất đối với kim loại quý này. Các nhà phân tích cũng nhận định nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, các quốc gia châu Âu đang tích cực tiêm vaccine ngừa Covid-19. Điều này đảm bảo đại dịch sẽ được kiểm soát và bắt đầu phát triển kinh tế trở lại.
đừng lo ngại lạm phát sẽ đẩy giá vàng lên cao mức kỷ lục. Cùng quan điểm với các nhà phân tích, chủ tịch và đối tác của VP nhận định rủi ro chính mà các nhà đầu tư phải đối mặt trong thập kỷ này không phải là sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán mà là lạm phát. Chủ tịch Hill cũng nhận thấy trên lý thuyết mọi người đều kiếm tiền, nhưng trên thực tế đồng tiền sẽ mất giá trị vì lạm phát quá cao. Đó có thể có nhiều khả năng là những gì chúng ta phải đối mặt nếu Mỹ tiếp tục in tiền và mua tài sản. Nếu tỷ lệ lạm phát cao hơn tốc độ tăng giá tài sản, các nhà đầu tư sẽ thúc đẩy bằng việc thu lỗ. Ông Hill cho rằng, nhìn chung áp lực lạm phát mạnh hơn rất nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Chuyên gia này cho biết cụ thể giá thực phẩm đã tăng hơn 10%, khí đốt đã tăng gấp đôi, chi phí chăm sóc sức khỏe tiếp tục tăng với tốc độ từ 10 đến 15% so với một năm trước đó. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu lạm phát đã ở mức 10% ngay bây giờ và chúng ta có thể phải đối mặt với áp lực lạm phát ít nhất là từ 3 đến 5 năm tới. Ông Hill cũng cho biết gần đây hầu như mọi tài sản đều đang tăng lên và ông nói thật dễ dàng để kiếm tiền ngay bây giờ. Bạn chỉ cần mua một thứ gì đó và chờ đợi, cho dù đó là tiền điện tử, ô tô, cổ phiếu hay bất động sản. Tuy nhiên, thực tế khi lạm phát đang trở thành hiện thực, các nhà đầu tư sẽ khôn ngoan đề phòng rủi ro tốt nhất có thể là vàng, bạc, dầu sẽ nằm trong danh sách đó. Ông Hill dự đoán giá kim loại quý sẽ tăng lên 20.000 USD trong thập kỷ này và dựa trên xu hướng kỹ thuật và môi trường vĩ mô lạm phát. Vì chuyên gia này nhấn mạnh về dài hạn, chúng ta có thể đang bước vào một chu kỳ tương tự như những năm 1970 khi ngành kim loại quý tăng hàng nghìn điểm phần trăm. Nếu những điều tương tự như vậy sẽ tái diễn trong vòng từ 5 đến 10 năm tới, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy vàng ở mức 5.000 đến 10.000 USD. Thậm chí là 20.000 USD, giá vàng có thể dễ dàng chạm mốc 20.000 USD trên một ounce trong một thập kỷ tới. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.